Em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì tiếp tục, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một em âm ly cực kỳ hiếm trên toàn thế giới luôn. Thì em này xuất xứ từ Pháp nha, vì sản xuất tại Pháp. Thì model là Thomson BA4511T. Thì đây là cái dòng hết số của cái đời này luôn nha quý vị. Thì em này thì được những anh em chơi audio bên trời Tây đánh giá cực kỳ cao về cái chất âm và cái độ hoàn thiện của sản phẩm quý vị. Đó, thời điểm đó mà sản xuất được những con âm ly mặt phay nhôm xước và cái thiết kế, cái kết cấu linh kiện bên trong nó rất là khoa học như thế này thì rất là ít ha. Thì nó đẹp từ bên trong, đó, đẹp ra bên ngoài. Và một lát nữa quý vị sẽ thưởng thức được cái chất âm tuyệt đẹp của nó quý vị. Đó, một cái âm sắc rất là đẹp đến từ em âm ly Pháp này ha. Thì em sẽ quay xung quanh trước, rồi sau đó em sẽ quay phần nội thất và sau đó chúng ta sẽ test chất âm quý vị. Thì nói về những dòng em ly Pháp thì được rất nhiều anh em chơi audio săn tìm, đa số luôn, vì nhiều model luôn chứ không phải riêng gì model này đó. Nhưng mà model này là một cái model rất là đặc biệt luôn quý vị. Lát nữa vào bên trong quý vị sẽ thấy cái sự đặc biệt nó sẽ như thế nào đó. Thì đây quý vị, trước mắt thì em sẽ quay ở phía trước cho quý vị và các bạn xem ha. Thì một cái mặt phay nhôm xước rất là đẹp luôn ha. Phay nhôm xước của nó có thể nói là xuất sắc luôn á quý vị. Đó, ở đây nó có vài cái vết lông mèo, lông chuột ở đây ha. Đó, bên cái cạnh này. Đó, do vận chuyển bảo quản thì nó phải chịu rồi. Còn những cái núm phay này, đây quý vị, hầu như là còn rất là đẹp luôn. Và cái phần mặt bên đây hầu như là xuất sắc luôn. Nếu mà tìm một con vào thời điểm đó, thời điểm này mà mặt phay nhôm mà đẹp như con này thì rất là hiếm nha, dòng này. Rồi chúng ta sẽ quay phía sau ha, phần trước thì ok rồi. Ta sẽ quay phía sau. Phía sau thì cực kỳ mới, rất chi là mới ha. Thì em này được một cái hay nữa là nó đánh loa 8 ohm luôn nha quý vị. Đánh loa 8 ohm luôn ha. 8 ohm. Thì anh em có thể ghép được với nhiều dòng loa trở kháng là 8 ohm. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cổng AUX, cổng tuner và bên đây là một cái đĩa thang. Đó. Phía trên là cái đường táp nha quý vị, phía trên là đường táp. Phía sau quá mới luôn quý vị. Quá mới luôn ha. Và những con ốc này quý vị xem là những toàn là những con ốc dít dẹt hết nha. Ngay cả con ốc nắp lúc nãy em tháo ra cũng là dít dẹt luôn quý vị. Dẹt hết. Đó. Cầu loa thì đánh hai cầu loa nhé, vì HB1, HB2. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần bên trong. Thì phần bên trong phải nói là nó tuyệt đẹp quý vị. Quý vị nhìn cái tấm ở phía trước, tấm nhôm phía trước nè. Các cái núm nút của nó nè, còn mạch của nó nè. Của nó mạch của nó phải nói là tuyệt đẹp luôn, zin nguyên bản và núm nút nè, vàng ché luôn ha. Rồi bây giờ cái quan trọng đó quý vị. Cái tăng phô và sò của nó nè, chúng ta sử dụng ha. Cái này thì nó sẽ sử dụng là tăng phô móng ngựa nha quý vị. Những cái đời mà sử dụng tăng phô móng ngựa này thì quý vị thấy đa số là 10 con là hay hết 10. Cái này thì nó sử dụng hai cái móng ngựa, nó sẽ chụm vào nhau nha. Nó hai cái tăng phô móng ngựa nó sẽ chụm vào nhau. Rất là đẹp luôn, quý vị nhìn thấy nè. Nhìn cái từ nhìn cái nước thép của cái tăng phô thôi là cũng ghiền đúng quý vị. Vàng ché luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo là phần sò quý vị. Phần sò em này là sử dụng sò nhôm Tesla luôn quý vị, cực kỳ luôn quý vị. Phải nói là thật sự là nếu quý vị những con âm ly châu Âu này quý vị tìm đi tầm trăm con, không biết được mấy con mà sử dụng sò nhôm Tesla luôn quý vị, trăm model luôn á. Sử dụng bốn sò nhôm của Tesla luôn quý vị. Phải nói là cái dòng sò nó cực kỳ hiếm và hay. Tesla thì không phải nói rồi, đẳng cấp rồi quý vị, đẳng cấp rồi. Tesla sử dụng sò Tesla, bốn sò nhôm của Tesla luôn, quá đỉnh. Sò nhôm Motorola của Mỹ thì nó quá thường quý vị. Nó Tesla này thì mới là đúng vip đây. Thì anh em chơi những dòng loa đánh đồng trục hay toàn giải, mấy cái con mà Isophone đó quý vị, rồi mấy dòng Tesla bị đưa vào đây một cái là tê liền.
sò Tesla, sò nhôm Tesla, quý vị ghép với những dòng Isofon hay những dòng toàn giải của Isofon, rồi toàn giải đồng trục đó, Tesla, nói chung là những cái loa Philips, rồi tăng nôi đó, những dòng loa toàn giải và đồng trục, quý vị đưa vào một cái là phê liền. Em ở đây em đánh $1 từ Beric thường thôi, nhưng mà nó ra được cái chất bass rất là hay rồi đó, rất là hay rồi. Ở đây thì nó sẽ sử dụng là hai cái tụ của Ba Lan nha quý vị, hai cái tụ Ba Lan ha, rất là to luôn, rất là to luôn, để ở đây quý vị thấy ha, rất to luôn. Và các cái tụ xanh này nè cũng là tụ Ba Lan hết nha, những cái tụ nhỏ này luôn nó đóng Ba Lan hết nha quý vị. Đây, Made in Ba Lan ha. Phần linh kiện tụ hầu như là sử dụng Ba Lan hết. Phần sò nhôm của Tesla, quý vị thấy một con Amply nó chất như thế này quý vị, chất như thế này, chất và hiếm như thế này, phải nói là đáng, rất đáng để anh em sưu tầm quý vị. Con này thật sự là có 102 luôn á, tại Việt Nam có 102 luôn. Đấy, đẹp như thế này. Rồi, bây giờ nói nhiều quá mà chưa test chất âm cho quý vị, thì bây giờ em sẽ test chất âm để quý vị xem, thưởng thức xem nó, cái chất âm của nó có xứng đáng với cái số tiền chúng ta bỏ ra hay không. Đấy, thì con này có cái mức giá cũng rất là tốt thôi quý vị. Đấy, bây giờ em sẽ test chất âm xong em sẽ báo giá cho quý vị và các bạn luôn nha. Đó, để quý vị xem nó có xứng đáng với cái tầm tiền chúng ta bỏ ra hay không. Rồi, xin mời quý vị. Tái tâm hồn quý vị, cực kỳ chi tiết quý vị, xem nghe cái dải trên của nó đánh và nó là tơi tả luôn quý vị. Thì với một cái chất âm, một cái độ đẹp, cái độ hoàn thiện, cái độ hiếm đó quý vị, và cái độ chất
cái độ chất ở phần bên trong. Có các cái linh kiện sò nhôm Tesla, tụ ba lan lắp tại Pháp, vì nó là cực kỳ. Thì em này có cái mức giá cũng khá dễ chịu thôi quý vị. Thì em này em sẽ giao lưu đến quý vị và các bạn với cái mức giá là chỉ có 9 triệu 800 thôi quý vị, 9 triệu 800 để sở hữu em Amly Thompson BA4511T này. Mức giá cực kỳ tốt để quý vị và các bạn sở hữu luôn quý vị, với một cái cấu hình VIP như thế này. Đó. Rồi, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.